BB Omega, Omega thực vật hỗ trợ phát triển não bộ, nhập khẩu nguyên hộp từ Ý. Khi mình gặp con như thế nào, sau 9 tháng con ở trong bụng mình với rất là nhiều những cái hình dung, những cái tưởng tượng, những cái gọi là stress về dư luận, rồi những cái vượt qua, rồi đến khi mình gặp con thì mình nhìn thấy con, mình thấy như thế nào? Cảm xúc khi mà nghe tiếng khóc của con thì nó không như tưởng tượng. Em nghĩ là em sẽ rơi nước mắt hay là em coi cái thước phim nó rất là xúc động, nó rất là thiêng liêng. Nhưng lúc đấy em không cảm nhận được gì, chắc là một phần do thuốc gây tê ấy, nó làm cho cái cơ mặt của em cứng đơ luôn và em cũng ngoài nói chuyện ra thì em không biểu lộ được cảm xúc gì cả. Lúc đấy em cũng rất là lạnh và người của mình nó đóng băng ấy. Nên là nghe tiếng khóc của con thì mình cũng đẹp rồi. Xong cái đến lúc chị y tá về cân đo các thứ rồi tiêm cho em bé xong, thay đồ rồi lau bẩn thì đưa cho em để ngay cạnh mặt em nè, em quay ra em hết hồn. Em bảo là xấu thế. Em bảo là ôi xấu thế. Buồn cười, em cảm giác là đúng là một bà mẹ Gen Z. Lần đầu đi sinh nó không như mà em tưởng tượng. Em còn nói đùa với cả y tá làm chị ơi cho em xin ít thuốc nhỏ mắt để em khóc cho cái thước phim nó cảm động một tí. Chứ em buồn cười quá. Em quay ra nhìn mặt con và nó nhăn nheo rồi nó xấu già nhăn nè, già nè, đen, xong tức là nhìn cái nét của nó cứ không như em tưởng tượng ấy ạ. Em tưởng tượng sao những hình mà em thấy á trên phim này, trên hình này thì là em bé đó là chắc cũng phải 3 tháng rồi, người ta nở nang, người ta căng da ra rồi. Trời ơi, em tưởng tượng là sao? Em tưởng tượng một cô bé má xinh xinh, môi hồng hồng, mắt to, thì luôn hả? Là cái lúc mà xem ảnh siêu âm của con thì em biết là con rất là giống bố, mà nét của chồng em thì em luôn tưởng tượng nếu như là con gái thì sẽ rất là xinh. Rồi đến lúc nhìn thấy thì đúng là vẫn thất vọng luôn. Trời ơi, cái mắt của nó sung húp lên, xong rồi là nhăn nheo rồi đen rồi. Tại vì em đẻ ra là bạn ấy đâu được 3 cân 2 thì rất không phải là quá thấp, không phải là quá bé, nhưng mà thực ra không to so với nhiều bạn thì không to. Bạn bè của em hay là các anh chị em của em, nếu mà con của mọi người em thấy toàn 3 cân 4, 3 cân 6. Cái này em không biết, em thấy mọi người thế, em không biết 3 cân 2 phải là hơi bé không. Thì em thấy bạn ấy cứ quắc quắc sao á, nhìn như con chuột á. Em nhìn em hơi thất vọng một tí, nhưng mà tất nhiên là mình vẫn yêu con, chứ phải là thấy con xấu mình ghét. Vẫn yêu chứ, yêu lắm và cũng vui lắm. Thì 30 tiếng làm ở phòng chờ sinh thì em chỉ mong nhanh để được lên gặp con thôi. Lúc đấy thì bác sĩ bảo bao giờ mà nhấc được cái chân lên, tức là hết thuốc tê thì cho về con. Thì em luôn nào em cố dùng hết sự kiềm sinh của mình để em cử động từng cái ngón chân, ngón tay một ngày. Xong em ngứa hết người, tại vì tác dụng phụ, em ngứa khắp người mà em không được gãi. Nói chung là lúc đấy cũng rất là mệt, đầu óc choáng váng, là vừa được tiêm một đống thuốc vào người, đầu óc choáng váng luôn, là em như kiểu bay ở trên mây luôn á. Thì cũng cố gắng làm sao mình vận động rồi mình làm cho lời bác sĩ để mình được gặp con sớm thôi. Thì em không nhớ đấy là 30 phút hay 1 tiếng rưỡi, nhưng nói chung là đấy khoảng thời gian lâu nhất cuộc đời em chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như thế. Đến khi mà lên gặp con rồi rất là đau, nhưng mà vẫn cố gắng là nằm nghiêng, người tập cú rồi các thứ để mình ôm con này kia. Rất là đau nhưng mà vẫn cố gắng làm như thế đấy, vì con thực ra là con hơi sớm một tí thôi nhưng mình yêu con. Lần đầu tiên con bú cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên con bú ạ? Kỳ lắm. Kỳ lắm. Nhưng mà sữa có về cách thuận lợi không? Dạ có ạ. Hôm đấy đang nằm thì chị y tá đang hỏi là mẹ có sữa chưa, thì em cũng đâu biết gì đâu, em bảo là em chưa. Xong mẹ nhéo cái mẹ nhéo cái bộ ngực của em này, xong em trời ơi cảm giác nó đau, mà em nhìn thấy sữa nó, cái sữa non nó bách thương luôn. Thì lúc đó em mới biết là sữa em về rồi á. Là ở bệnh viện thì đợt đấy là em được nằm phòng tổng thống, nên là mọi thứ là máy móc rất là đầy đủ, em có sẵn máy hút sữa ở đấy luôn, nên là dùng máy hút sữa để kích sữa này, làm theo lời của chị y tá. Thì xong là sữa về ồ ạt rất là nhiều, đến khi sữa về thì nóng người, nóng da, cảm nhận là cơ thể của mình nó cũng có sự thay đổi. Lần đầu tiên em hiểu thế nào là bụng ngực đeo đá, ngực của em nó nặng. Rồi em suốt 9 tháng là em rất là ít dặn nha, bụng của em rất là đẹp luôn, nhưng mà đến khi em cho con bú, ngực của em nó dặn không ra một cái gì, nó đỏ hết cả ngực luôn. Và em thấy là không phải ai cũng biết như thế, nên đợt đấy em cũng rất là căng thẳng với sự thay đổi của mình. Trong khi lúc mình mang bầu thì mình rất tự tin, mình rất là đẹp trong mắt mọi người, thì mặc dù đây là một mẹ bầu nhưng rất là năng động, nhưng rất là trẻ trung, nhưng và gần như là xinh hơn, khởi sắc hơn cơ. Nhưng đến lúc em đẻ xong thì thực sự là em đi tự ti á, em không dám soi gương, vừa béo xong rồi lại ngực thì dạng, bụng thì nhăn nheo, rốn thì thâm. Anh nghĩ đây là cảm xúc của các mẹ khi mới sinh xong thì ai cũng thế, nhất là những người mà mới sinh con lần đầu ấy, sốc, hơi sốc văn hóa một tí. Anh nghĩ đây là cảm xúc chung thôi. Rồi nè.